trước khi nhà thuốc điều trị gáy xương đòn kết hợp bệnh nhân bị gáy xương sườn số 1 và số 2. Nhà thuốc sẽ xem lại hình ảnh gáy xương thể hiện trên phim quang. Trên phim chụp, bệnh nhân bị gáy 1/3 xương đòn, đường gáy hai đầu xương vát dĩ lệch đến trên và xuống dưới. Kết hợp bệnh nhân bị gáy xương sườn, hình ảnh xương sườn dĩ lệch đến trên. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh liền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 45 ngày là xương đòn, xương sườn của bệnh nhân sẽ can hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân phải cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, làm việc được bình thường. Anh gầy xương đòn là bao nhiêu ngày đây? Ngày 6. Anh rượu nâng rượu về bác. Để bác đi ăn rồi. Để bác đi ăn rồi. Cái vùng gầy của anh là tím nhé. Bên này thì nghiêng nghiêng lên đây. Bên này thì xảy rất là nhiều. Vết xảy liền ra rồi. Đây rồi đây. Anh dí lệch sâu nhé. Cả thường phải tầm 2 phân. Đấy này, là tầm đấy. Tầm đấy đúng không? Tầm 2 phân đấy. Điều trị của em đây, chị không hiểu trò cho em nhé. Đường rồi. Cái xương giòn anh là tím này, anh tím rất là nhiều. Anh như đây, đây. Ngoài tầm. Làm đây. Làm đây. Chắc rồi. Làm người không gồng làm nào kia anh bảo làm ra không gồng không mà bằng cách là như này gần 40 rồi, quên hạn. Đứng người thế là xương khớp nhau. Không làm được. Đưa cao này, hai tay, nữa lên, nữa lên, ok rồi, còn đau không? Nhà cứ dò theo nhé. Sức đắp thì đấy nhé, cuốn cho vài tờ giấy này ở trong cùng nhé. Giấy này, nó ngửa lá lên này, đằng ngoài lá thì anh cho mình lớp giấy nhé. Về nhà là không được đi chó nhé, có tầm một tháng thôi tháng mới khỏi được cái này, và anh lấy hàng lắm, đây, còn tầm tháng,
cái này của anh bao tầm bao nhiêu thì xương nó tương đối nhiều 25 ngày đầu liền khỏi hoàn toàn là tháng. Anh cái xương nó trôi hiện ra. Nhưng cái băng này của anh vẫn giữ tầm đến cái băng này, cái đai cái giấy này các cái nẹp ở trong này giữ tầm 20 ngày 20-21 ngày để yên làm cho làm mình thảo được quay xong rồi. Chào anh ạ. Chào em. Anh mời về đấy. Hôm nay em sang hoàn thiện hình ảnh của anh. Hình ảnh của anh đến 3 xương đòn. Ngày trước là anh điểm sao về cái xương đòn nặng nhẹ. Anh tham gia đá bóng buổi sáng. Anh đá bóng nào tháng 3 thì sau khi anh đi đá bóng, anh bắt đầu thì anh thiếu ở viện mà anh có đâu không? Thiếu rồi, nhưng anh có người ta thiếu chưa thấy an tâm biết là thuốc em anh về thuốc em bỏ được mấy tháng anh khỏi hoàn toàn bỏ an tâm này là được 7 tháng rồi năm giờ anh bỏ mấy tháng khỏi anh bỏ tầm hơn nửa tháng anh tay tổng là còn hơn tháng thôi. Anh ra làm việc là nhẹ nhàng rồi. Anh cao lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh ngoắt tay mình kể không? Vào. Đưa ra. Đưa vào. Đưa ra. Một vàng cao. Đưa ngang nhé. Anh đứng lên, ngồi đứng lên. Đứng cao ngay lên. Cao xuống, dưới xuống nhau. Đứng cao lên. Đứng cao lên. Đứng cao lên. Đứng cao lên. Anh xuống đây, đứng ngang nhé. Đưa vào. Anh đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Anh cứ động thái tay ra. Thái này. Anh thái ngược lại ra. Thái ngược lại. Anh thái mạnh ra. Thái mạnh đây. Anh khoanh tay vào. Dưới đây ra. Khoanh vào. Dưới ra. Khoanh tay vào. Dưới ra. Khoanh tay vào. Rồi nha, anh đưa cao, đưa cao, cao lên, đưa xuống, đưa cao lên, đưa xuống, đưa cao lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, anh ngồi ghế. Anh mới đầu bó thuốc em, mới đầu có nhức không? Mới đầu mình bó thì nhức thuốc gấm, cảm thấy là xương nó hơi cần cắn hơn những người. Bây giờ là sau 7 tháng anh nhập bình thường được? Ừ, anh nhập bình thường. Bê băng bình thường được? Anh nhập tay bình thường. Không còn với anh nắn thẳng người nhé. Bây giờ anh không có đau rồi đó. Không có đau, chưa được bình thường được rồi. Anh đưa xuống đây, đưa xuống đây. Đưa cao lên, đưa xuống đây, đưa xuống. Đưa cao lên, đưa xuống. Đưa lên, đưa xuống. Đưa lên, đưa xuống. Rồi. Hôm nay sao mà hình ảnh của anh về cho chúng mình trước là 13 xuống đòn. Thì anh khá là nhiều, sâu xuống. Tôi bỏ một vài thầy ở cửa khoảng đúng không? Tôi đưa anh cái đặt của em có thật hơi tháng hoàn toàn rồi. Anh tạo ra đặt của em được không? Anh lần qua thì là cái em đấy tôi đã làm anh rất an tâm. Bây giờ anh làm cái bình thường rồi đó, anh làm cái bình thường rồi đó. Cảm ơn anh nhé. Quay trước khi nhà thuốc điều trị gãy chi lệch 1/3 xương đòn cho bệnh nhân, nhà thuốc sẽ kiểm tra và xem mức độ gãy xương thể hiện qua phiên quang. Trên bên chụp thể hiện hình ảnh xương đòn chi lệch đến trên và xuống dưới, hai đầu xương gãy vát sắc nhọn. Đặc biệt
là nhiều mảnh xương vỡ vụn, bóc tách di lệch để vào trong. Trinh ở viện nằm mổ phẫu thuật để vít đinh. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp kỹ thuật nắn chỉnh, sau đó sẽ vào nẹp cho bệnh nhân và đắp thuốc nam, kết hợp cho bệnh nhân uống thuốc nam nhăn nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 20 ngày là xương đòn của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau khi xương bệnh nhân can hoàn toàn, bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, co duỗi, làm việc, sinh hoạt được bình thường. Hình ảnh về xương đòn vỡ vụn di lệch rất phức tạp. Anh đi gầy 1-3 xương đòn này bao nhiêu ngày rồi? Mới bị ung kia. Chiều đi kia là chống vải của anh. Vâng. Mặt xoay thế này. Mặt xoay tay xoay. Đây xương đòn này tím rất là nhiều nhé. Anh móc thì không ở thì nhiều này. Không. Móc nó. Và xả mạnh này. Vì nhà trước anh hàng trước bị gãy mà. Anh nhận anh à? Ở gần này. Gần này. Không phải anh nhầm nữa. Mình biết là anh dâu rồi đó. Dâu à? Cô ấy ngày trước không đi đâu mình gãy chút đòn. Đứng đi lên cho con đi học xong rồi là cái thằng đấy nó trở vào nó đi khám mà. Thế là nó vượt vượt ổ, nó va vào chứ. Chứ là sát vào đường rồi. Nhưng mà nó là vượt ổ, nó va vào đi chứ. Vượt ổ, nó va vào đi mà là vượt ổ, nó va vào đi chứ. Vượt ổ, nó va vào đi mà là vượt ổ, nó va vào đi chứ. Cao lên. Đưa xuống. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Còn đau không? Đau nhiều không? Đau. Chân vào đấy. Chân gắp cho bệnh nhân cuốn cho em. 3 năm rồi thấy này. Mặt sầy sức hết rồi đâu đấy. Mày vui vẻ cho em nhá. Từ trước mai mất đẹp đẹp ra nó bó được sao này nhé. Đó đặt nào lên này.
mặt trong của lá thì bệnh nhân cuốn một tấm giấy hoặc giấy bản được, hoặc là giấy áo được, đặt trực tiếp vào vị gáy này. Phần ngoài lá thì lót một tấm giấy tiếp theo nhé. Đừng quên quật cố định lại. Về nhà thêm những thịt chó nhá, đừng cả lát vào uống tầm quanh gáy lăng này tầm tháng, một tháng tí đã khỏi thôi. Chúng ta xương ngọt, nhạch xuống dưới. Nhà anh như cái kia đúng không? Dạ vâng. Này em ở đây 1-2 lần nhá. 1-2 lần. Này cái túi rượu trắng 1-2 lần rồi. Đúng rồi. 2 lần thôi. Từ nay anh hỏi là mấy tháng nhỉ? Cũng bó thuốc được 2 tháng. À. Thì 5 tháng là đỡ khỏi. À. Từ nay anh bó thuốc được 2 tháng và tổng cộng là tất cả bó thuốc là khỏi được 5 tháng đúng không? Dạ vâng. Hiện tại anh tự động mình làm việc bình thường chưa? Vâng, tự động làm việc bình thường. Vâng. Anh đưa tay ngang kìa. Anh đưa ngang. Đưa xuống. Đưa mạnh tay lên. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh dưới đây kìa. Thoát tay vào. Dưới ra. Thoát tay vào. Dưới ra. Thoát tay vào. Dưới ra. Thoát tay vào. Quanh tay vào kìa. Dưới ra. Quanh tay vào. Dưới ra. Quanh tay vào. Dưới ra. Quanh tay vào. Anh đưa ngang bên này. Dưới ra. Đưa ngang nha, mất vào, đưa ngang nha, mất vào, đưa ngang nha. Em hỏi ngày trước anh đi đâu mà giấy 1-3 xương đòn này này? Hôm nay đi 1-3 vào xe ô tô. Vâng, hiện tại là đến xương của anh nhé. Hai cây này nằm cho anh thẳng hoàn toàn này nhé. Xương nghiền hoàn toàn này, không còn nổi hết, không nổi nào nhé. Hiện tại anh làm được bình thường này đi? Dạ vâng, đi làm được bình thường. Anh đứng lên nhé. Nên anh đưa cao bay đi. Đưa xuống. Đưa hẳn cao bay đi. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Rồi. Em hỏi tiếp là sau bao nhiêu ngày đi chụp phim thì chưa đang hoàn toàn? Sau một tháng. Hôm nay hôm qua anh có hình ảnh của anh đưa ra tay cũng được em. Đưa mạnh đấy. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa lên. Anh đưa mạnh lên. Rồi. Đưa mạnh lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Công việc hàng ngày của anh làm ngày gì? Đi làm điện. Chúng ta làm việc bình thường đúng không? Vâng. Hôm nay em sang làm việc với anh. Ngày của anh, của anh đi lại là tự động làm việc bình thường được. Ngày trước là anh mới đầu bỏ thuốc, của anh có đau nhiều không? Bỏ thuốc thì mới đầu thì đau. Vâng. Khoảng hơn tuần thì đỡ đau lần. Ngày trước anh tầm thì tay phải trước nhiều. Hôm nay em sang bên ngành của anh hoàn toàn nhé. Sau đã thuốc thì em cảm ơn anh nhé. Của anh mình khỏe nhé. Vâng, vâng. Trước khi
nhà thuốc nắn chỉnh chặt khớp vai kết hợp gây cổ phẫu thuật xương gầy tay. Nhà thuốc sẽ xem lại hình ảnh chặt khớp qua phích quang kiểm tra mới nhất của bệnh nhân. Vì ngày trước bệnh nhân đã nắn của một thầy nang nhưng khớp vai vẫn chưa vào vị trí bình thường. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp kỹ thuật nắn chỉnh cho khớp vai và vị trí gáy của cổ phẫu thuật xương gầy tay trở lại vị trí bình thường. Sau đó bệnh nhân điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là có thể cử động, co duỗi, nhâng, sinh hoạt và lao động được bình thường. Đập vai xuống. Đập vai xuống. Rồi. Đi xe đạp để cho mấy con đi xe
xe máy, mới đi xe máy. Cái này nắn cái này nhá, nắn xong cái tay bình thường luôn, nhưng mà bác trần lần hai rồi là bác sẽ không nắn đâu, vì giật nhưng bình thường giờ bị cơ bác đang bị co, không nắn bác khớp dán dán cơ trùng cơ rồi, nên nó phải đấy một tí nhá. Cơ vai của bác là rất là nặng đấy nhá. Có này bác. Ca này nặng như ca ở ông này anh Tuấn ạ. Nặng như ông ở chờ dưới tranh. Làm tư sáng. Bác mồ hôi rồi. Bác mồ hôi rồi. Ba cho thầy cho nó nặng mệt không? Bác đau rồi nhỉ? Quá. Tôi biết rồi. Sợ quá. Cái này thì tật là cô. Sáng nha, chưa ăn cơm mà khởi động cho bác cái cơ vai là dục luôn này. Ơ, ừ, tập tạ. Tập tạ. Sáng ngủ cả ngày làm đâu có mì ăn, cũng hơi lắm mì đâu. À, bác ăn sáng cái gì? Ăn gì? À, thế là khỏe, đúng rồi, thế là cứ. Cả đêm không ngủ thì tiệu nào, con nghe ngồi thôi. Đang nắn, đang nắn, đang nắn. Vừa, nhà làm dư đi. Vừa, ca này khoai lắm. Ca này khoai lắm. Nắn. Ôi, chuẩn bị về rồi, đã bó. Thì nhạc nó tuột nhỉ. Thì sáng ấy là 5 giờ sáng thôi. Bà đã đi chủ 4 giờ sáng và 4 giờ sáng đi xuống đây. Nhìn tay đây bác này, nhìn tay đây. 12 giờ thì ông có. Cứ đồng tay, cứ đồng tay đây. Mẹ mày thế nào? Đồng tay, cái tay đây. Đồng tay, đuôi ra. Cấp vào. Đuôi ra đây. Cấp vào đây. Đuôi ra. Cấp vào. Đuôi ra. Cấp vào. Đuôi ra. Cấp vào, đưa ra, cấp vào, rồi, đưa tay đây, rồi, ok rồi nhá, cứ bài bác vào rồi, cái ca bao rất là khó, lần trước nắm chưa vào, xong rồi bác bị nặng và chặt tiếp, rồi nó rất nặng nắm vào rồi, bây giờ còn chưa bác nhân tay được, 15-20 ngày sau nhân tay được nhá, đây, mồ hôi, ok, nhà nhếch loại này, lần sau nhá, có bây giờ sao, phải đi chụp phim trước, rồi nhá, đi chụp phim, biết đích xác. Xong rồi, nắm xong rồi đi chụp phim lại cho vào chưa nhá. Các bác các bạn là bán trật khớp chưa vào đâu nhá. Mà nắm nó do nó chưa vào hết rồi mình bán trật khớp. Các bác qua bác đi đâu mình chật chống lại mình khớp vào sắp vào trong rất nhiều nhá. Đấy. Bình thường nắm phớt ba nắm xong rồi vào luôn nhá. Đi được bình thường thì bác cái trật thứ hai nó nặng này. Con nam chẳng các con trẻ con nam bình thường thì khác là không làm cho bác đâu. Nó đi viện nó mổ. Chắc lần trước là nắm không vào, nên vâng. Đoạn nó chối. Chối nắm bình thường nắm thế không phải những ngày bình thường luôn. Nhá. Bỏ xong rồi nào bắt tay này này, chúng ta cắn cục nhá. Bỏ tầm 25 ngày mới khỏi được nhá. Vâng, tí em đưa thuốc xong. Lá nào à lá thì thế nào? Vâng, tí em đưa cho bác xong. Con tự bác ạ. Dạ. Hôm nay con thấy hoạt động hình của bác về quá trình ngày trước bác chật khớp vai. Từ đó bác khỏi bao năm rồi? Bác khỏi hết 1 năm rồi ạ. 1 năm, hiện tại bác làm việc bình thường chưa? Vâng ạ. Là bình thường. Bác bị nặng tay đúng không? Vâng. Rồi, bác đưa tay ngang nha. Đưa ngang nha. Đưa vào. Đưa ngang nha. Đưa vào. Khoanh thế này vào. Đưa ra. Và đưa cao tay lên. Hẳn cao lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Khoanh tay vào. Và đưa ngang tay mày. Đưa ra. Dưới răng này, dưới răng này. Tay bên kia. Tay bác chặt bên nào? Tay ra. Rồi, bác đưa ngang ngang cái tay. Khớp vào. Đuôi ra. Khớp vào. Đuôi ra. Đưa ngang qua đây. Đưa ngang ra. Đưa ngang ra đây. Đưa vào. Khớp vào. Đuôi ra. Khớp vào. Đuôi ra. Bác đứng lên đó con. Hai con bác đứng lên. Đưa tay cao lên. Cúi xuống, đưa hẳn cao tay lên, cúi xuống, đưa hẳn cao tay lên, cúi xuống, đưa lên, cúi xuống, đưa lên, cúi xuống, tháo xuống tay ra này, khoanh tay vào, đưa ra, khoanh tay vào, đưa ra, khoanh tay vào, đưa cao tay lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa hẳn cao lên, đưa xuống, đưa lên. Đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa cao lên, khoanh tay vào, đưa ra, khoanh tay vào, đưa ra, khoanh tay vào, đưa ra, xoáy tay này,
xoáy hai tay này. Xoáy ngược lại. Xoáy ngược lại. Giờ bác ngồi ghế đi. Bác ngồi ghế đi. Ngày trước bác đi đâu mà chặt khớp vai nặng như vậy? Dạ. Ngày trước bác đi đâu mà chặt khớp vai nặng như này? Chỉ có là ngày xưa là đi kiểu ngã chạy đường kia xong về cho nó đổ tháng rưỡi xong là bắt đầu chỉ nằm như này xong rồi chồm dậy để cho ba cụ cả thế là vậy đang chồm dậy cái thì bắt đầu là nó nửa chừng cái thế là kêu mình nói mà sau khi bác đến nắn thuốc nắn bó thuốc bây giờ khoảng một năm rồi đúng không? À. Thì tao làm việc bình thường chưa? Làm lại bình thường rồi. Có còn đau là không? Không đau ạ. Bác đưa tay lúc này con trên ngang này khoảng tay mà xoay ngược lại, xoay ngược lại, khoanh tay vào, dưới ra, 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 đưa cao lên này, hẳn cao tay lên, đưa xuống, cao hẳn tay lên, đưa xuống, bằng mày mạnh rồi con, bác đưa cao tay mạnh lên, rồi, lên đây về tắt bếp đi, bác khoanh tay vào, dưới ra, khoanh tay vào, dưới ra. Rồi bây giờ bác làm đồng này, nấu cơm nước bình thường chưa? Bình thường. Vậy phải không bác làm nấu cơm đúng không? Vâng. Hôm nay con lên hoàn thiện hình ảnh của bác để chặt khớp vai. Mức độ bác khỏi một năm rồi nhá. Con cảm ơn bác và chúc bác gia đình luôn khỏe nhá. Con chào bác. Dạ vâng. Dạ vâng. Thế ở đây ăn cơm như em ta? Dạ vâng vâng. Con ăn cơm rồi nên là ghi hình thì con về. Đây hỏi thăm là đến tận đây. Con biết nhà bác mà. Hôm nay trước đá bóng suốt lên xin bóng này mà. Vâng. Chân trầm này con biết nhiều. Đấy, coi là đi nắn xuống đấy là nắn hai lần, một lần gãy xương sườn. À. Là đấy để thằng kia thì là nắn đến lúc bây giờ nó nhớn được kia lại bị lần nữa. À, thằng cu kia mấy tuổi vậy? Đấy, thằng cu năm nay cháu 6 tuổi rồi. 6 tuổi. Lúc năm nó gần 1 tuổi thì bị. Đấy, cái xương. Ba cái xương sườn của chúng đấy. Ngày trước bỏ xương sườn bác bỏ mấy tháng mà khỏi? À, hôm ý là bỏ có 5 miếng. Còn đợt sau này bỏ tay thì cũng 5 miếng mà kiểu à. Thế nào mà nó cũng kiểu chức sức với xương. Bây giờ hết sức bình thường rồi đúng không? Nằm bình thường rồi đúng không? Làm việc được mà chỉ có kiểu hay là vì mình ấy có rứt xương, rứt chân này. Cái rứt xương này nó do bệnh xương khớp rồi. Tí con sẽ đưa cho bác, thứ bóp là bác hết. Xương khớp, xương đầu gối đâu, đau đầu gối đúng không? Đang uống thuốc khớp, chẳng biết là thế là tốt rồi. Khỏi được không, phục hết bệnh. Cái tuổi già là có bệnh khớp bình thường mà. Thế khớp vai bác bây giờ làm việc bình thường chưa? Dạ. Bình thường rồi đúng không? Bình thường ạ. Rồi, con chào bác nhá. Vâng. Chúc bác luôn khỏe. Bác ngày trước mình chặt gãy xương đòi, gãy xương sườn này. Và mới đây bác bị chặt khớp vai. Bác điều trị khỏi thuốc bác có mừng không? Bà giỏi quá đấy. Dạ vâng. Quá giỏi. Dạ vâng vâng. Vì các cháu có xin là thôi là đấy. Dạ, bao nhiêu năm rồi mà. Vâng. Bao nhiêu người ấy mà may khỏi được đấy. Vâng. Thế là tốt. Mới đầu cũng sưng sưng là sau này nó ấy ra khỏi. Ừ. Thế là tốt rồi. Mới được thì có là làm. Ngày trước bác đi đâu mà gầy xương sườn nặng như vậy? Xưa là ngày trước là trèo trên là trên cơi nhãn thấp thấp thôi. Vứt mấy quả gấp thì cho người ta thôi chứ con này có bán được nhìn nào đâu. Cho người ta đám cưới mà. Thế là tốt rồi. Hôm ấy lúc ý là 53. Từ hạn đấy. Năm 9 lại đi. Đấy. Dạ tốt rồi. Con chào bác nhá. Rồi, chúc bác mọi người khỏe nhá. Vâng vâng. Và cứ mạnh khỏe là. Dạ vâng, cứ mạnh khỏe. Tinh thoảng qua đây thì lên đây chơi. Tinh thoảng vào uống nước. Vâng vâng. Con chào bác. Ông ngày xưa ông lên đây. Dạ vâng. Ngày trước ông bố con bó như này nhiều mà. Vâng vâng. Ông khỏe. Dạ vâng, bố con khỏe. Chặt khớp thì bao giờ đây? Ông vàng to ghê nhỉ? Nào, mấy chỉ nhỉ? Nào đưa chặt, đưa cái hơi xung đau lên. Anh bao tuổi rồi? Hả? Sinh năm 87. 87 nhỉ? Con đẹp trai lắm. Nào, nghiêng này. Anh được mấy cháu rồi? Ba. Mấy cha mình cái? Thế cứ là bình thường như nhưng đây nhưng từ tay này chẳng? Nhưng từ tay này không bằng được. Không bằng được không? Thế bệnh nhân bị chặt cứ vai đẩy lên đằng trước nhé. Đây là khớp bình thường này, khớp chặt thì sẽ xuống này. Đau quá.
không? Mình hào không? Nào, người ngoài bằng kia. Hít thở sâu đi. Hít thở sâu đi. Hít thở sâu đi. Hít thở sâu, hít thở sâu, hít thở sâu, hít thở sâu. Đói. Đỡ. Vào rồi. Hít thở sâu, hít thở sâu. Cười ngay, căng ngực lên, căng ngực lên. Bây giờ nhấc tay nha, nhấc tay nhé. Nhấc tay lên, hai tay nhé. Hai tay nhé, cao lên. Mày tay vào. Đứng ngang tay ra. Mày nhanh ngang nha. Mày tay vào. Cứ cao lên. Cao lên, mày tay vào. Cứ cao lên. Tối nay về tổng đời tốt. Được cao lên. Rồi, ok rồi. Rồi, đưa tay xuống đi. Đưa tay xuống. Này bàn kia. Đây, khớp vai là nắn vào nhé. Nhận đắp thuốc cho anh. Chiếc chóc thì bệnh nhân giảm thêm 5-7 lần dưới này nhé. Rồi nhà là kiêng cái thịt chó nhé. Anh nhưng tay lúc thì còn mềm mềm đi khớp máu. Để tôi liên lạc lên tay. Đang giữ ạ. Nâng xuống để cho nó thông máu thôi. Tí nữa lớn này, nó phút là tác dụng tốt. Cái bạc phết nhỉ? Giống giống thạm đắt. Chí. Đi ngang tay nhỉ? Đi ngang này nhỉ? Mày đây vào. Đi ngang nhỉ? Mày đây vào. Ok. Đưa cái tay cho nó thông máu. Năm người cái như thế để cho nó đi thông máu kê kê cả. Vì chất cứ bài này nó hay máu nó hay tưới vào chèn ép nó hay sẽ làm gì mất mà. Bây giờ bệnh nhân hỏi anh hỏi 100% không, em không trả lời được. Không trả lời nó khác, 95% hay 100% là khác. Tại sao anh chật lại thì nói em không nhận được phép. Nó khó hiểu nhá. Thì là tí bỏ xuống và lá chân mày khỏi nguyên này 9%. Quên không? 90%. 90%. Quên không? 80%. Thì tên đấy thì đến khổ của kia thịt chó em nhá. Thì nhưng mà ngày nào uống bây giờ không uống rượu, không uống bia. Nghỉ đi. Ai mình nhịn được. Nó không gọi 95% chứ gọi 50%. Thế nào đây? Thế nào đi gọi 50% thôi. Hai tay. Bước thì 45%. Mày tay mà. Đứng lên nào. Đứng ngang, không đứng ngang tay nhá. Cho đi thông máu. Đưa cao lên. Đưa xuống. Hay này. Đưa xuống. Thế này tôi đưa xuống. Đưa lên. Rồi ok rồi. Và bắt tay chào anh nhá. Lần sau thì chơi thể thao được sức thôi. Đeo dây chuyền vào. Em đeo cho nhá. Thế đeo dây chuyền chắc người yêu tặng này. Em đang mà bàn mà ngã thì em chống cái tay một tí thôi. Hôm nay bao tuổi rồi? Em đang 32 tuổi nó à, bụng về anh ơi. Anh đi về đằng sau này nha. Đi đằng sau đằng lên kia. Quay lên dừng cái bài cho em này. Khớp bệnh nhân là nồi tẩy ở sau rất là nhiều và sưng nhé. Tay kia bỏ tay kia ra. Tay kia hết. Tay bình thường, sao không còn bình thường. Tay chặt khớp.
cẩn thận hết. Đừng gồng.
các bạn đại bó vừa căng rồi các bạn mà dưới ra đi rồi bó tầm 15-20 ngày khỏi ngày nhá. Em chào anh ạ. Dạ vâng. Hôm nay em lên hoàn thiện hình ảnh của anh. Dạ vâng. Quá trình ngày trước anh bị chật khớp cửu tay. Vâng. Từ đó anh khỏi được bao nhiêu thời gian rồi? Em khỏi cũng được 5 tháng. 5 tháng. Dạ vâng. Hiện tại anh làm việc bình thường chưa? Em làm việc bình thường, em vẫn ngày trước bốc cán. Vâng. Ngày trước anh chật cái tay bên nào? Em bị cái tay bên trái này. Vâng. Anh đưa tay. Ngày trước là bệnh nhân là tay chật mà nổi rất là nhiều. Vâng. Rồi anh gấp ra, các bạn ra. Rồi ra. Gấp vào. Rồi ra. Các bạn anh khoanh tay vào. Anh đưa cao tay này. Đưa xuống kìa. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh ngồi ngang tay ra này. Khoanh tay vào. Ngồi ra. Khoanh tay vào. Ngồi ra. Khoanh tay vào. Anh ngoắt tay này. Đưa ngang. Ngoắt tay vào. Ngồi ra. Ngoắt tay vào. Ngồi ra. Anh đưa ngang tay. Ngồi ra. Được chưa? Anh gặp em ở 20 lần như này. Được chưa? Các bạn thấy. Rồi. Em hỏi anh này, ngày trước anh đi đâu mà anh chật khớp khuỷu tay nặng như này? Hôm đấy là em đang làm đi làm. Dạ, vâng. Em vô tình em ngã thì là chống tay xuống. Chống tay xuống, dạ, chống vâng. Đúng với cái thân tim này. Dạ vâng. À, chống thân tim đúng không? Dạ vâng. Vâng. Sau khi em anh đến nhà em bó em nắn thì anh bó bao thời gian đấy khỏi hoàn toàn? Em nếu mà em bó thì hôm đấy chỉ có trong vòng 10 nếu mà khỏi nhanh thì trong vòng tầm độ 18 ngày thì 18. Hầu như là em đã cử động thoải mái cử động rồi chứ dạ. Không phải mà nó không bị sưng nữa. Dạ không bị sưng. Ngày trước là sưng nhiều không? Nó sưng tương đối ác anh ạ. Vâng. Nếu mà để cái chỗ này của em ngày thì trước là anh vay ngày trước còn lôi ở đây nó trôi ra sau. Đúng rồi ạ. Sau khi em nắn vừa là em đắp thuốc anh là còn hoàn toàn rồi. Dạ, mọi sinh việc công việc sinh hoạt anh bình thường chưa? Của em lúc này thì thoải mái dạ, anh. Dạ vâng. Anh xoáy cái tay này. Xoáy cái tay. Đưa ra cứ vào đây. Đưa hẳn ra. Đó. Ngày trước em nắn của anh có đau nhiều không? Nói chung là hôm đấy là đau. Đau dạ vâng. Sau khi nắn khớp nó vào rồi anh rất bình thường nhờ. Dạ vâng. Hôm nay em lên hoàn thiện hình ảnh của anh. Dạ vâng. Anh khỏi hoàn toàn, anh gấp cho em lúc nữa đi. Anh đưa cao vai cho em. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Anh đưa anh xoáy lại cho em. Xoáy tròn. Xoáy tròn ra. Anh xoáy ngược lại. Xoáy ngược lại. Anh xoáy tay này. Em lấy hình ảnh thực tế không? Dạ vâng. Đấy, xoáy ngược lại. Anh cứ gấp các bạn. Rồi các bạn. Anh gấp cho em 2-3 lần xem. Dạ vâng. Gấp vào xem. Hiện tại tay bệnh nhân là hoàn toàn bình thường nhỉ. Nhưng mà nhà thuốc nên ghi hình để hoàn thiện tất cả quá trình. Về chưa khỏi chật khớp vai rất là nặng. À quên, chật khớp khuỷu tay rất là nặng. Cho nên anh lên khoảng 5 tháng rồi. Hiện tại nghề nghiệp anh làm nghề gì? Em là bốc cám. Bốc cám. Bốc cám của xe ô tô xuống. Vâng, hàng ngày anh bốc được mấy tấn cám? À, nói chung là một ngày thì em phải hơn 10 tấn. Hơn 10 tấn. Dạ vâng. Và bây giờ bê vác mọi thứ bình thường rồi. Vâng ạ. Còn đau nữa không? Em thì không. Nếu mà bê vác thì hồi đấy 20 ngày, hơn 20 ngày em đã đi. Vâng. Bê vác. Anh hứa thẳng cái tay về bên này. Đã. Ngày trước là bệnh nhân là chật là tay là sưng nổi rất là nhiều. Và sau khi hôm nay nhà thuốc nên đi hình thì bệnh nhân khoảng 5 tháng rồi. Thế phát nhà thuốc thì em cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Em người khỏe nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh. Chào anh. Dạ vâng. Dạ vâng. Em bị chật khớp bao nhiêu ngày rồi? Hiện là hình ảnh của em là chật khớp hình ảnh về sau nhé. Em đi đâu mà chật khớp này? Chiều than nhẹ. Hôm nay bao tuổi? 24. Hình ảnh của em khớp này, nó chật này, nồi này, nồi này. Xong rồi nhé, để ẩm trước. Con đi vai rồi đó. Còn yêu chưa? Chưa. Tất cả mình bao nhiêu ngày rồi? 30 ngày. 30 ngày. Nắm trình mấy lần rồi?
Sao mày đã chụp pin cho em rồi nào, không không nhắn với em vào? Không biết. Thầy nhanh cướp của nhân đã bị chật. Xe đang trước và đẩy ra sau nhé. Em F2 hít thật sâu vào lưỡi ra gấp vào lưỡi ra gấp vào hít thật sâu vào rồi nào lưỡi ra đi lưỡi ra đi gấp vào lưỡi ra tự nhiên phải gấp vào tự nhiên phải gấp vào đi gấp vào đi cơ vào rồi ok. Ngày trước đi lên đây để chụp phim này thì ông chỉ chụp thôi không nắng. Không, tôi còn hỏi lại mà thế có phải nắng những gì các cháu không? Ừ. Nắng nhỉ? Nay đi cháu không cầm cái phim. Chết thở. Hôm nay không cầm không phải chụp nữa. Chắc em nghe thì khúc phát này. Phát là vào ngay. Ngày trước chụp phim ở đâu? Em thấy. Thành. Nguyễn Thế đúng đấy, nhưng mà Nguyễn Thế Quý thì quý không? Anh thước là anh làm cái này anh làm chủ quan này, bình thường nắn vào. Cao của em mà để 10 ngày sau là không làm gì được.
dính hết khớp rồi, nó thèm bị cái ổ khớp bị đầy, nó cơ mày cả gân mày cả mới ấy, nó dính vào đấy rồi là không vào được. Thế nên vừa xong rồi khởi động chán cái dòng nắn rồi. Quý là anh làm thì là anh ấy chơi xài bình thường phải khớp phải nắn chặt, đá chặt phải nắn, đắp thuốc không khỏi được. Bây giờ nói thật với chú, bây giờ bệnh nhân thì đến chỉ biết đến chứ có biết thế nào cái xem à. Cái này em bó tầm 15 đến 20 ngày là khỏi nhá. Vừa xong tay ăn bữa này. Đó, vừa cong này. Bây giờ tay em thẳng rồi. Bây giờ hiện đang hiện tượng co cơ rồi nhá. Co cơ thì về là phải tập nhá. Thì anh chậm dạy cái cách tập. Về nhà là buộc cái dây chun này này. Cái chun là cổ tay này. Kéo ra này nhá. Cái chun ấy kéo này nhá. Có tầm 20 ngày là khỏi thôi. Của em xong rồi. Rồi, anh chào em nhé. Chào anh. Em hướng đi. Hôm nay anh nên hoàn thiện hình ảnh của em. Rồi quá trình ngày trước em bị chặt khớp kiểu tay, anh điều trị không đúng cách để hiện tượng viêm dính và gần như là dị tật. Sau khi em đến nhà thuốc, anh nắn chỉnh. Thì trước đó em bị làm sao mà em chặt khớp kiểu tay nặng như vậy? Trước đó thì em có lao động là leo cái thang thì bị chật, bị ngã xuống. Nhưng mà khi điều trị lại gặp không đúng thầy điều trị cho mình không đúng cách, là qua hai lần điều trị mình không khỏi đâu. Dạ. Thế là qua một số trang mạng với cả người mách bảo mới đến được nhà thuốc nhà mình, thì điều trị thì rất là may đã gặp được nhà thuốc nhà mình thì điều trị cho mình được khỏi hoàn thiện như thế này. Sau khi em bó thuốc bao thời gian và từ đó em khỏi được mấy tháng chưa? Em bó thuốc thì khoảng một tháng và khỏi được 5 tháng này. 5 tháng. Ngày trước em còn nhớ lại, ngày trước anh nắn em có đau nhiều không? Có chứ. Khi mình trải qua hai lần làm không đúng cách như thế thì nắn lại lần đó thì rất là đau, nhưng mà khi nắn xong thì lại cảm thấy nó thoải mái, tay nó không còn bận như trước đâu. Vâng. Lúc anh đưa khớp vào thì em có nghe được cảm giác khớp vào khục thế không? Có chứ. Kêu anh khục thế to. Lúc ấy cảm giác em có miêu tả là có dễ chịu hay khó tả không? Lúc đó thì khớp nó vào rồi cảm giác như cái luồng điện nó chạy ở tay mình, nó tê tê, nó vào được khớp rồi, nó không đau như cái lúc ban đầu nữa. Em đưa tay ngang nha, gấp vào, dưới mạnh nha, gấp vào, dưới nha, gấp vào, dưới nha, gấp vào, dưới nha, gấp vào, dưới nha. Em khoanh tay vào, đưa ngang nha, khoanh tay vào, đưa ngang nha, khoanh tay vào. Đưa ngang nhá, đưa cao lên, đưa xuống, đưa cao lên, đưa xuống, đưa cao lên, đưa xuống, đưa cao lên, đưa xuống. Em đưa tay bên chặt khớp bên này, đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào, đưa ngược bên này, đưa dưới ra, đưa ngược bên này, đưa hẳn ra, gấp vào, dưới ra, gấp vào. Người ra. Em đưa tay cao tay này, đưa xuống, em xoáy tay, xoáy nhiều mà, xoáy chục vòng như vậy, xoáy ngược lại, rồi em cứ gấp vào, dưới ra, gấp vào, dưới ra, gấp vào, em xoáy tay này, em xoay ngang tay này, đưa lên, xoay ngang này. Đưa lên, xoay ngang này. Em cứ thẳng tay ra. Em đứng lên ra. Đưa cao tay lên. Cúi xuống. Đưa lên. Cúi xuống. Đưa cao tay lên. Cúi xuống. Em ngồi không đi? Hiện tại cái công việc hàng ngày của em làm nghề gì? Hàng ngày thì em làm mộc. Làm mộc cho nên là bưng bê rác bình thường chứ? Bình thường. Vì vác nặng thì nó cũng không đau tấy. Ngày trước là em bao nhiêu ngày em để khớp vẫn còn đạch như vậy, lúc đó em có đau nhức nhiều không? Cái lúc em bị là để cái tay nó chữa khớp là khoảng 15 ngày à. Thì tay nó không duỗi được ra mà nó cảm giác nó cương cứng, đau nhức. Mà đầu khỉu này nó bị sưng gô, hai đầu khỉu nó lên. Em duỗi thẳng tay nha. Đấy, gấp vào. Dưới nha, gấp vào, thứ hai tay, dưới nha, gấp vào, dưới nha, gấp vào, dưới nha, đưa hai ngón tay nha,
Ngửi ra, gấp vào. Ngửi ra, gấp vào. Quanh đây vào. Ngửi ra. Quanh đây vào. Ngửi ra. Quanh đây vào. Ngửi ra. Được. Em bỏ được tầm khoảng 1 tháng, nói khoảng 5 tháng đúng không? Vâng. Em công việc hàng ngày em cử động bình thường chưa? Công việc hàng ngày thì rất là may, em cử động nó bình thường, nó không có cảm giác đau như ngày trước đấy. Dạ. Làm việc cũng nhiều việc nặng nhưng mà khi mình cân giác nó trơn tru thì nó không có đau nhức đầu nữa. Ngày trước là xong suốt mấy năm ngày đó em không làm gì được. Không, đau lắm, không làm gì được, không gấp tay, cứ đứng đơ là không gấp được. Tay nó cong cong, đúng cong cong như thế này, nó không duỗi thẳng. Vì em bị chật ra sau, lệch trục mà. Thì sau khi một số thầy nắn, không biết nắn là để khớp vào ngoài. Em để chậm một thời gian nữa tay em thành chật đấy, tạo khớp nó đùn cái màng nhầy khí của khớp này em không được bàn đâu. Vâng. Em đưa tay đây. Ngày trước là tay của em là chùi đằng sau. Thì sau khi anh nắn tay bệnh nhân là em đã thẳng bình thường rồi. Rồi em đưa tay nút nữa em gánh hình này hoàn thiện, gấp ra mạnh vào, đưa ra gấp vào mạnh vào. Rồi em cảm nhận cái kinh nghiệm nắn khớp của anh và cái phương pháp điều trị của anh với em có hiệu quả không? Có, em thấy cảm giác nó rất đơn giản, kể cả từ cái lúc mình nắn, khi mình nắn cảm giác nó rất là nhanh và thuốc về đắp nó cũng không quá cầu kỳ hay là như thế nào, đơn giản mọi người đều làm được. Hôm nay em ghi hình của em và hoàn thiện hình của em, mức độ em khỏi hoàn toàn rồi nhé. Thay mặt đào thuốc thì anh cảm ơn em, cho anh chút thời gian để cho anh ghi hình. Vâng. Em cũng rất là cảm ơn nhà thuốc và đã chữa trị cho em tay nó khỏi như thế này. Được. Tốt rồi. Anh chào em nhé, chúc em khỏe nhé. Được.